Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2, vẫn như thường lệ, hôm nay anh giảng viên trường Đại học Đồng Nai, Hoàng Anh Khiêm lại dành cho chúng ta ít phút thời gian buổi sáng rất là quý báu để cùng lên diễn đàn chia sẻ với quý vị khán thính giả về rất là nhiều điều, rất là nhiều vấn đề có lẽ là rất nóng và cũng rất là thời sự. Và trước khi chia sẻ những cái điều trăn trở và rất là nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề lịch sử, thời sự, chính trị và xã hội, có lẽ xin mời quý vị khán giả nghe một chút tâm sự của anh Hoàng Anh Khiêm là giảng viên Đại học Đồng Nai chia sẻ đến với quý vị khán giả những cái trăn trở liên quan đến vấn đề nóng bỏng tuần vừa qua, thậm chí là tháng vừa qua. Nào là tình hình Covid, nào là tình hình quân đội phải vào cuộc, nào là tình hình lộn xộn giữa phái nọ đảng kia, rồi làm cho nhân dân rất là bất bình liên quan đến vấn đề là chế độ đãi ngộ, chế độ thực tế và vấn đề cấm vận đi lại, mà cái sự bùng nổ nó chưa phải là bây giờ, và nhãn tiền hậu quả chắc chắn trong một vài tuần tới sẽ bắt đầu thấm sâu vào từng gia đình, từng ngõ ngách, và lúc đó chúng ta mới thấy được cái hậu quả rất là khôn lường của nó. Vâng, mời anh có thể chia sẻ một chút về tình hình như thế được không ạ? Vâng, mời anh. Để cho cái tình hình nó bớt căng thẳng thì tôi nghĩ rằng là nên mở đầu cái câu chuyện này bằng cái bài thơ mà tôi viết cho anh Thái Thăng Long với lại nhạc sĩ Phú Quang 5 năm trước. À dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Rất là ý nghĩa. Xin mời anh ạ. 5 năm trước thì anh Phú Quang có tổ chức là bốn cái đêm nhạc Phú Quang ở nhà hát lớn Hà Nội. Thì anh Thái Thăng Long với lại Quang Lý ở gần chỗ tôi đó. Vâng. Đi ra tham gia đấy. Tham gia hát trong bốn đêm nhạc anh, nhưng mà Phú Quang anh Thái Thăng Long thân thiết rồi, đã lâu rồi, thế và rất nhiều bài hát của anh Thái Thăng Long được hát trong bốn đêm nhạc này. Lúc anh ra đi thì là trời sầm sì mưa bão, miền Trung thì lũ lũ cuốn nó tràn về, nó đập tràn hô hô, thế rồi là tất cả các đập tràn ở miền miền Trung đấy là đều xả lũ. Cho nên tôi mới viết cái bài là Hận Sông Danh, nước lũ lại dâng tràn. Tôi sẽ đọc bài thơ này. Dạ vâng, xin mời anh ạ. Chàng thi sĩ hòa thơ vào nhạc, dưới cánh bay giằng giặc lũ miền Trung, chia sẻ đau thương điệu ví dặm vấn vương, giận mà thương sao thấy lòng uất nghẹn. Nhạc và thơ mấy mươi năm hòa quyện, bản chi âm hào sảng đất Hà Thành, sầm mắt lạnh ngõ mặt hồ hưu quạnh, âm hưởng ca trù khóc cá chết hồ Tây. Bầy sâm cầm đã biệt tích cánh bay, giai điệu cũ cháy cửa ô cầu giấy, hồn nghệ sĩ lắt lay choàng thức dậy, giai điệu tự hào thảng thốt nỗi chia xa. Bến hải mấy mươi năm ta lại về, ta sao lại để hận sông danh dậy sóng, rừng nhiễm độc biển chết xoáy cuộn cửa sông, những oan hồn lạnh cổng nghèo đói điêu linh máu lửa lại hoành hành. Miền Trung ơi, kỳ vĩ bức trường thành, hạch động phong nha núi sơn đoàng trác tuyệt, hồn dân tộc 4.000 năm bất diệt, nắng lửa gió Lào khắc nghiệt đốt đèo ngang, nhật lệ mãi cồn cào những cồn cát trang trang, sông danh phải oằn mình trong bão tố, oán hận bọn vô lương đêm ngấm ngầm xả lũ, thảm họa thiên tai cùng nhân họa dối lừa. Ở miền Trung của nhân kiệt có thừa, giải đất của nghệ thuật thi ca và nước mắt, khóc tôi như nỗi đau nào u uất, những thân phận nàng kiều hay hào kiệt anh linh. Ở miền Trung nhạt nhã những nhục vinh, đã có lẽ mấy trăm năm chìm nổi, Nguyễn Huệ Quang Trung hận sông danh hoán đổi,
lăng vị tướng oai hùng về án ngữ biển Đông. Bọn tham quan chẳng vô cảm đứng trông, chúng thấp thòm chờ quan thầy ban thưởng. Hèn nhát cầu vinh với vai ngang, ngai vàng mục ruộng. Chiêu thống có chạy buồn, ai tư vạn ngọc hân. Hỡi những tội đồ bán nước buôn dân, thảm họa miền Trung là mối nguy mất nước. Trạm trung truyền của cha ông đã bao đời dừng bước, chắp nối lại Lang Sơn bằng huynh đệ tương tàn. Hận sông danh, nước lũ lại dâng tràn. Đó là Sài Gòn tháng 10, mùng 3 tháng 10 năm 2016 anh ạ. Dạ vâng, mặc dù bài thơ đã ra đời cách đây 6 năm, nhưng cái quãng thời gian ấy, đến bây giờ nếu như đọc lại, không ai nghĩ rằng nó đã là quá khứ của 5 năm về trước, mà nó vẫn còn đau đáu như mới ngày hôm qua thôi. Vì nó đang còn là thời sự, đang còn rất nóng bỏng. Và so sánh với những gì đã diễn ra những tuần vừa rồi, mới thấy rằng bài thơ như là một sự cảnh tỉnh, một sự cảnh báo, mà nó luôn luôn là cái nỗi đau đáu của nhân dân và cái ý thức hệ bắt buộc chúng ta không được phép buông bỏ và không được phép lãng quên, cũng như không được phép chối từ, dù một phút cũng phải nhìn nhận vấn đề lịch sử, nó có giá trị riêng của nó. Và qua cái bài thơ của anh, em lại nghĩ rằng cũng cách đây ít giờ đồng hồ, em lại có đọc được trên Facebook của anh, lại nói đến, nhắc đến tướng Lê Văn Cương, viết về một đoạn thôi, một đoạn tâm sự là Việt Nam đã từng 5 lần bị Trung Quốc bán đứng. Vâng, và mẩu chuyện này liên quan đến vài tuần trước, liên quan đến vấn đề cái văn hóa gọi là văn hóa đảo chính, rồi văn hóa cướp chính quyền, rồi văn hóa lật gọi là lật chế độ. Nó hiện hữu, nó manh nha ở rất là nhiều góc cạnh của đời sống. Nó dựa vào vấn đề Covid, nó dựa vào vấn đề chuyện nọ chuyện kia, và manh nha một cái thế lực không thể chấp nhận được. Và gần như đã biết được cái âm mưu, đã học được nhiều bài học lịch sử, và Đảng, Nhà nước cũng như quân đội đã xuống tay rất là nhẹ nhàng, Thanh Kim Huệ, và dẹp tan nó. Đó là cái điều nhân dân cả nước mong muốn, nhân dân cả nước ủng hộ. Và mặc dù nó âm thầm, nhưng ai đó rất tinh ý và ai đó quan tâm đến vấn đề thời sự chính trị đều cảm nhận được nó đã bị dẹp tan. Nhưng không có nghĩa là nó không tiếp tục. Vâng, đó là những bài thơ, những sự cảnh tỉnh, những tâm sự mà liên quan đến những vấn đề vừa rồi. Và em gặp gỡ anh buổi hôm nay cũng là chia sẻ bởi cái bài viết của anh. Và qua cái bài thơ anh đọc là mọi người được cảm nhận rõ ràng nó vẫn là thời sự. Vâng, anh tiếp tục có thể chia sẻ về tại sao anh lại đưa ra cái bài viết là tướng Lê Văn Cương trong thời điểm này đang rất là nóng bỏng, mọi người đang rất quan tâm ạ. Vâng, đó là cái bức xúc của toàn xã hội, của toàn đất nước, của 64 dân tộc Việt Nam trước cái nguy cơ của giặc phương Bắc anh ạ. Vâng. Thế thì như tôi đã nói rồi, sau năm 1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ đấy, thì Hiệp định Geneva 1954 đã chia đất nước chúng ta thành hai miền, miền Bắc hòa bình và giải phóng, tiến lên chủ nghĩa xã hội, tức là theo phe sau chủ nghĩa. Còn miền Nam từ vị tướng 17 trở vào đấy thì là Pháp tập kết và sẽ rút quân sau 5 năm. Nhưng ngay sau đó thì Mỹ can thiệp và dựng lên chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chính thể Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, mà chúng ta quen gọi là quốc gia đấy. Một quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập và sau này cũng được Liên Hợp Quốc công nhận. Thế thì rõ ràng là Liên Xô Trung Quốc, mà nhất là Trung Quốc đấy, đã thực hiện được ý đồ lâu dài của mình, âm mưu thâm độc của mình là chia cắt lâu dài đất nước chúng ta.
để thực hiện ý đồ chiến lược ấy, là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh và đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng, và thực hiện từng bước thực hiện âm mưu bá chủ thế giới. Và rõ ràng chúng ta thấy là một từ năm 1954 đến nay là gần 70 năm rồi, không ạ? Vâng. Thế thì là năm 1975 thì chúng ta đã thống nhất được lãnh thổ. Thế nhưng vì cái hận sống danh hay là chiến tranh huy đại tương tàn đấy, hay là cái cuộc chiến tranh mà đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng đấy, cho nên cái hận thù dân tộc nó không hề bị xóa bỏ, nó không thể thực hiện được cái hòa hợp dân tộc một cách tốt nhất. Thế từ năm 54 đến năm 1972 thì Trung Quốc đã bán đứng Việt Nam cho Mỹ bằng cái việc là, xin lỗi. À vâng vâng anh nghe điện ạ. Đây thì có cái sự kiện Kissinger với lại Tổng thống Mỹ Nixon lần lượt đến thăm Việt Nam rồi thăm Trung Quốc rồi thăm Liên Xô. À, xin lỗi, thăm Trung Quốc và thăm Liên Xô. Và giữa họ đấy đã có những cái thỏa thuận ngầm lấy Việt Nam làm cái điều kiện để mà thương lượng, anh ạ. Vâng. Cho nên là khi chúng ta gần thắng Mỹ đấy năm 1972 đấy thì Henry Kissinger đã ký tắt với ông Lê Đức Thọ một cái báo cáo cấp cao để chuẩn bị đến cái hiệp định Paris ký kết năm 1973. Nhưng sau đó thì là liền sau đó thì ngày 1 tháng 3 năm 72 đấy thì Mao Trạch Đông đã ký cái thông cáo trùng Thượng Hải với cái sinh ra về tôi với câu nói nổi tiếng như là bây giờ chúng tôi chỉ còn nhìn về Mạc Tư Khoa để nghiền nát Hà Nội. Thì sau khi ký những cái việc tay trời này đấy thì các tổng thống Mỹ khác không làm được thì Nixon sẽ làm được. Đó là nó thả mên, thử lôi, phong tỏa cái cảng Hải Phòng. Đây là con đường biển duy nhất, này, cái thương cảng duy nhất Việt Nam này, là nối liền với lại các nước dân chủ, Tây Âu, châu Âu, Liên Xô, nhận viện trợ. Rồi cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc. Và chúng ta biết rồi, sau đó là 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Thì cái thiệt hại về người và tài sản ấy, trong cuộc không chiến của Mỹ ở miền Bắc từ 1 tháng 3 năm 72 cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết ấy, bằng cả 6 năm trước cộng lại, tức là cái thiệt hại nó vô cùng lớn. Ở miền Nam thì mùa hè đỏ lửa và chúng ta cũng đổ xương máu không ít. Cho nên cái thông cáo Thượng Hải này thực chất là được viết bằng máu của người Việt Nam, anh ạ. Và đúng là cái ý đồ thâm hiểm của Trung Quốc là đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Cái năm 1974 đấy thì lại xảy ra một cái sự kiện nữa, đó là Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Rõ ràng là Trung Quốc không thể nào đánh Hoàng Sa được khi Việt Nam Cộng Hòa đang chấn giữ. Thì Mỹ đồng ý thì Trung Quốc mới dám đánh. Cái đó là cái rõ nhất. Và lần thứ tư đấy thì chính Trung Quốc là kẻ chủ mưu gây nên cái thảm sát 2 triệu người Campuchia với cái chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Sri. Trung Quốc là cung cấp từ A đến Z tất cả mọi lương thực, vũ khí, thực phẩm, đạn dược, thuốc men cho Khmer Đỏ.
và sách động chúng đấy, là mở cái chiến tranh biên giới phía Tây Nam năm 76-78. Thực chất là Trung Quốc mượn cái bàn tay Khmer Đỏ để đánh Việt Nam ở phía Tây Nam. Chúng ta biết rồi là sau đấy thì là chúng ta đã giải phóng Campuchia với cái vai trò của tướng Lê Khả Phiêu đấy, sau đó là Lê Đức Anh. Thế nhưng Mỹ và Liên Hợp Quốc ấy, hay là Mỹ lưu loa với thế giới để cho Liên Hợp Quốc lên án Việt Nam rằng là Việt Nam có âm mưu lập ra cái Liên bang Đông Dương, xâm lược Campuchia và đề ra cái việc cấm vận Việt Nam trong suốt 20 năm sau đó. Chúng ta biết rằng là năm 89 thì Việt Nam đã buộc phải rút quân này, chấm dứt cái thời kỳ mà chiến tranh kéo dài suốt 10 năm. Nó đúng hơn là chúng ta xa lầy ở Campuchia, bởi vì chúng ta buông Campuchia thì bọn Pol Pot nó lại trỗi dậy ngay. Vâng. Đấy là lần thứ tư. Vì chính cái đạo diễn Trung Quốc hay bàn tay của Trung Quốc đã gây ra cái nạn diệt chủng, họa diệt chủng Campuchia hơn 2 triệu người và phát động chiến tranh biên giới phía Tây Nam. Và cũng năm 79 đó thì là chúng ta bây giờ 10 tháng 2 thì toàn tuyến biên giới 6 tỉnh biên giới phía Bắc chúng ta là 60.000 quân Trung Quốc ồ ạt đánh sang Việt Nam với lại cái biển người, với cái chiến thuật là lấy thịt đem người, và chúng ta đã chiến thắng oanh liệt. Trung Quốc đã phải rút quân, mà nếu cái lệnh rút quân chấm dứt chiến tranh biên giới đấy không ban ra đấy, thì cho tôi nghĩ rằng là Bằng Tường và một số thành phố khác đấy, ở gần đó nó sẽ đi san phẳng. Anh ạ, Vâng. bởi vì là cái chống trả của chúng ta rất quyết liệt và chiến thắng rất oanh liệt. Thế và suốt 10 năm sau đó đấy, từ 79 cho đến là 89 là cái mặt trận Vị Xuyên là không ngày nào là ngừng tiếng súng, rất khốc liệt. Và lịch sử đấy của chúng ta gọi là, hay là thế giới nó mai biển nó gọi là Việt Nam với Trung Quốc là chùm chăn đánh nhau anh Vâng, không không hơn là cái từ nào khác nữa. Vâng. ạ. Cái lần thứ năm là chiến tranh biên giới năm 79 rồi anh. Và năm lần đấy là họ buôn bán trên lưng của mình. Vâng. Việt Nam là cái điều kiện thương lượng với lại thế giới phương Tây. Đấy là cái điều rõ nhất. Cho nên là tướng Lê Văn Cương đấy đã khẳng định như vậy. Và chúng ta thấy rằng nó rất là đúng đắn. Nó rất phù hợp với lại những quan điểm của tướng Trương Giang Long, cũng như những cái động thái về quân sự rất là âm thầm nhưng mà nhanh gọn để ngăn chặn cái âm mưu lật đảo chính lật đổ phía Nam, cũng như ngăn chặn những âm mưu đấy là binh biến nổi dậy ở quân khu 7, quân khu 9 và quân khu 1 anh ạ. Và trong cái hạt nhân của, hay là cái nguyên nhân mà có thể gây ra binh biến, đó chính là hai cái chết, và xin lỗi, hai cái vụ án miền Bắc thì có Trần Đức Đô và miền Nam thì có vụ án Hồ Duy Hải, án oan Hồ Duy Hải. Dạ vâng. Nói chính xác là không phải là vụ án Hồ Duy Hải mà là vụ án bưu cục Cổ Voi, hay là vụ án của cái tập đoàn giết người có tổ chức ở Long An. Và rộng hơn nữa, nó là cái âm mưu đấy
là gây bức xúc xã hội, dẫn đến bạo loạn, biểu tình, đàn áp và nước ngoài can thiệp, và có thể dẫn đến là đảo chính lật đổ anh ạ. Vâng. Để sâu chuỗi lại tất cả những cái sự kiện đó, chúng ta thấy rằng nó diễn ra rất là logic. Và như tôi đã nói rất nhiều lần, tức là cái an nguy dân tộc phải luôn luôn đặt lên hàng đầu. Còn Hồ Duy Hải có tự do hay không thì nó chỉ liên quan đến cái việc, tức là nền tư pháp Việt Nam có sụp đổ hay không, vẫn có được cứu hay không. Thì rõ ràng là cứu cái nền tư pháp khỏi sụp đổ đấy, cái điều rất khó. Nói thật như vậy, bởi vì cái Bộ Công an bây giờ đây là chúng ta thấy là qua cái phát ngôn của tướng Tuân Sô, rồi qua cái việc mà về cái xã Nhị Thành để mà khủng bố cái nhân chứng 7 rồi 11 nhân chứng ở ấp 1 xã Nhị Thành trong đám tang Tây Lan, là cái bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải rất rõ rệt. Thì họ cố tình là bóp méo sang cái ngày 12 là ngày đám tang ông Tư Lan, để ngày 13 đấy Hải gây án ở Bưu Cục Cổ Vật. Tôi đã viết về cái Bộ Công an này là nó là thanh kiếm và lá chắn của Đảng đã bị thẩm độc. Và liệu cái câu khẩu hiệu còn Đảng còn mình có còn phù hợp nữa hay không? Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ nhiều năm trước, cụ thể là sau đại hội lần thứ 12, cũng đã là buộc phải tham gia vào Đảng ủy Ban Chấp hành Trung ương của cái Bộ Công an này. Vâng. Và lần lượt là giải thể, hình như là năm tổng cục thì phải. Trong đó có những tổng cục như Tổng cục Tình báo. Sau cái vụ mà Phan Xào Nam với lại tướng Phan Văn Vinh, Phan Văn Vinh tướng Thanh Hóa, Thanh Hóa, vâng, vụ án đánh bạc tỷ đô đấy, thì vụ án này nó liên quan chặt chẽ đến cái bộ cục có gọi thôi, cái lầu một đấy, vâng, cái máy đánh bạc nó rơi lên Sài Gòn, rơi lên cái ngay cái C50. Tức là đơn đơn giản nhất ta hiểu rằng là nó chuyển từ cái nơi bị lộ sang cái nơi nguy hiểm hơn, ít bị lộ hơn. Cái nơi đó là an toàn nhất. Vâng. Nhưng có lẽ nó lộ ra là do ăn chia không đồng đều nhỉ? À vâng, lộ ra do ăn chia và không thòng phẳng, chứ không phải là lộ ra do sự phát hiện hoặc là do nhân dân tìm ra, mà là không đồng đều trong ăn chia mà thôi. Và nó cũng xuất phát điểm từ cái bưu bục của cổ voi là tranh giành về sự điều khiển, tranh giành về sự kiểm soát, nó lộ ra chứ cũng chẳng phải vì một cái gì mà nó tự nhiên lộ ra, đúng không anh? Vâng, đấy là cái ý chính mà chúng ta dẫn đến cái mối lo toan của toàn xã hội đấy. Dạ vâng. Hay là cái lo lắng của toàn xã hội đây là. Dạ vâng. Và qua nghi can Nguyễn Văn Nghị, dạ vâng, là nhân vật như thế nào, có thật hay không? Dạ vâng. Thì theo tôi là Nguyễn Văn Nghị là có thật, bởi vì là Nguyễn Hòa Bình trong cái phiên giám đốc thẩm đã ba lần nêu tên Nguyễn Hòa Bình, à Nguyễn Văn Nghị ra rồi. Dạ vâng. Thế mà theo tôi thì anh chàng này đấy vừa là con của một cán bộ cao cấp, con cháu của một cán bộ cao cấp, lại vừa là đồng phạm với cái nhóm hung thủ trong đêm 13 tháng 1 này. Và vì sao anh ta được bắt rồi lại được thả ra ngay? Thì không phải là bao che cho con của lãnh đạo đâu, mà cái chính là cái vai trò của anh ta trong cái bưu cục của voi này, với cái hệ thống máy đánh bạc ngàn tỷ một ngày. Thì tôi e rằng đấy, anh ta chính là cái nhân vật giữ cái danh sách bảng lương để chi trả cho các phe nhóm, chi trả cho hệ thống tư pháp từ Long An đến Trung ương anh ạ. Vâng, chắc chắn là như thế. Và nó cũng là cái nguồn tài chính rất lớn để mua chuộc, để tiếp tục bao che lấp liếm
những cái sai phạm về quy trình tố tụng hình sự của vụ án đồ của Hoàng. Và Hồ Duy Hải được chọn là cái vật tế thần thôi. Thế thì xung quanh những cái chuyện về Nguyễn Văn Nghĩa, về hung về nhóm hung thủ và cái tự do của cho Hồ Duy Hải bây giờ đấy, là nó liên quan chặt chẽ với nhau. Cho nên là ban chuyên án đấy dù có tiến hành từ rất lâu rồi đã rung trà cá nhảy và đã nhận được những cái sự đầu thú của một số cán bộ điều tra hoặc là hung thủ đã ngầm tìm cách đầu thú hoặc là thông báo những cái bí mật mà họ nắm giữ trong suốt quá trình vụ án suốt 14 năm qua với hòng mong giảm nhẹ tội. Nhưng cái khổ cái là ở Việt Nam chúng mình là chưa hề có cái chương trình bảo vệ nhân chứng gì. Vâng, đó là một cái sai lầm. Cho nên là ngay cả Nguyễn Hòa Bình bây giờ muốn tự thú đấy cũng khó. Vì anh ta tự thú thì có thể là anh ta được bảo đảm an toàn. Nhưng ai dám nói là gia đình anh ta, vợ con anh ta cũng được an toàn. Và không nói trước được, bởi vì là phe nhóm mafia, cái hoạt động mafia này nó ghê gớm lắm. Cho nên là cái sự kiện 11 nhân chứng Nhị Thành mà đứng ra là bào chữa hay là đưa ra cái bằng chứng ngoại phạm Hồ Duy Hải, tôi nghĩ rằng là đó là điều rất kỳ diệu. Và nhân cái sự kiện vừa rồi cho là anh sự việc vừa rồi anh út một đấy vâng đã nói rất rõ về cái hiện trường vụ án và những nhân vật đấy nổi có trong cái ngày 14 khám nghiệm hiện trường và xóa dấu vết vâng xóa dấu vết của ban chuyên án lòng nhạc nói thẳng là như vậy. Xóa dấu vết rồi thì sau đó thì tất nhiên nó logic như việc là lập ra cái bộ hồ sơ gồm toàn những bút lục giả mạo ngụy tạo. Nó thật ra nó là cái bộ hồ sơ giả hoàn toàn 100%, không có 1% nào là sự thật cả. Vâng, cái đó là chính xác. Chỉ có hai cái chết của hai cô gái là sự thật thôi. Vâng. Thế còn dao thớt hay là cái ghế chẳng qua là hiện trường nó bổ sung vào để nó làm thêm cái hợp lý cho cái lời khai của Hải. Dạ vâng, đúng là nó chỉ là thêm mắm thêm muối cho cái sự giả tạo nó thêm rắc rối hơn mà thôi, đúng không ạ? Cho nên là cái vụ bán của cô Hoa này là không đơn giản đâu, không thể một sớm một chiều giải quyết nhanh được tất cả mọi vấn đề. Ngay cái việc thả Hồ Duy Hải bây giờ cũng chưa thật sự an toàn. Vâng. Nên là chúng ta đừng nóng lòng. Tôi biết là có cái kênh là các cựu chiến binh đã là hỏi tội thẳng bốn cái vị tứ trụ triều đình và tôi là kết luận là im lặng là tội ác mà. Vâng. Anh không thực hiện thi cái chức trách của mình, không thượng tôn pháp luật, tức là anh phạm luật anh ạ. Vâng. Thế nhưng mà họ có lý do của họ. Tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc đấu đá nội bộ ra đây thì là thực ra họ cũng đã là phần nào nhúng chàm anh ạ. Dạ vâng. Và trong lúc đang nói chuyện thì anh có đặt vấn đề đến một cái nhân vật là Nguyễn Văn Nghị, hoàn toàn có thật. Và cái có thật ở đây ý, nó được bao che bởi cả một hệ thống chứ không phải của riêng ai. Nhưng có một cái câu hỏi nó liên quan đến mật thiết là cái người bao che cao nhất, mà cao nhất ở khung tố tụng lại là cao nhất ở cái bộ luật tố tụng, cũng là cao nhất ở một phiên tòa tố tụng được gọi là phiên giám đốc thẩm.
Một cái sức ép ghê gớm từ dư luận, sức ép ghê gớm từ nhiều phía bắt buộc ông Nguyễn Hòa Bình không thể là không nói thật. Nhưng cái độ nói thật ở đây nó lại ở mức độ nào? Bởi vì ở cái phiên tòa giám đốc thẩm này, cái mức án ông ấy phải tuyên là y án tử hình Hồ Duy Hải, và yêu cầu ông ấy phải công minh, chính đại, đưa ra cái người liên quan phải là người thật, việc thật, tên tuổi thật, địa chỉ thật, và có số chứng minh nhân dân thật. Nhưng cái thật ở đây ấy, ông chỉ đưa ra mỗi cái tên là có Nguyễn Văn Nghị liên quan đến vụ án, và ông không đưa ra là cái thằng Nghị này quê ở đâu, sinh năm bao nhiêu, con cái nhà ai, hiện đang làm gì. Thì đây là cái mà ông đang ngậm miệng ăn tiền trước thiên hạ. Thì anh nghĩ thế nào? Đây là cái câu nói của quý vị khán giả. Anh nhận định thế nào ạ? Tôi nghĩ là ngay trong cái hội nghị mà quốc hội đấy, không biết là phải nói bao nhiêu đấy, thì Nguyễn Hòa Bình đã ba lần nêu tên Nguyễn Văn Nghị trong phiên giám đốc thẩm. Và tôi nghĩ rằng là trong hội nghị đó, trong cái bài phát biểu đó, thì là chỉ cần một vị đại biểu quốc hội, không cần đến những ông như là Lưu Bình Nhưỡng hay là bà Lê Thị Nga hay là ông viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao Lê Minh Trí đặt câu hỏi, mà chỉ cần một người hỏi thôi, tức là tại sao không giám định dấu vân tay của Nguyễn Văn Nghị. Vâng, một câu hỏi đơn giản thôi ạ. Vâng, một câu hỏi thế thôi là Nguyễn Hòa Bình cứng họng ngay. Vâng. Tôi nghĩ là còn sau đó thì mô tả là Hải vào sơ soạn Hồng ở ghế sofa đấy. Chỉ nguyên câu nói ông phát ngôn ra thôi đấy, thì ông Lê Minh Trí là có thể hạ lệnh bắt ngay tại chỗ Nguyễn Hòa Bình vì cái tội vu khống. Và có khán giả lại cho rằng là không, ông Nguyễn Hòa Bình lúc bấy giờ không vu khống, mà khả năng ông Nguyễn Hòa Bình đã cho lính của ông nằm dưới gầm giường thì mới phát hiện được toàn bộ cái diễn biến này nhỉ. Cũng như là những lời khai, 25 lời khai nhận tội là chỉ có mũi nó biết thôi. À, vâng, đúng rồi ạ. Và không những là ông Nguyễn Hòa Bình khả năng là cho lính của ông nằm ở dưới gầm giường để phát hiện được cái hành vi Hải sờ soạng, hành vi là Hải bị Hồng đạp vào bụng ngã, rồi hành vi Hải là hoặc là trận cổ đập đầu Hồng ở giữa bưu cục, hoặc là Hải lại đứng đường sau cắt cổ Hồng ở tư thế đứng 4 phút rồi Hồng mới chết ở ngoài nhà tắm. Vâng, đó là những hành vi là có lẽ là một ông nằm gầm giường chưa kịp chui ra, còn một ông ở toilet. Và một ông ở toilet thì lại nhìn thấy cái cảnh tượng thật. Vâng, anh ạ. Một ông ở trong cái phòng máy phát điện đó. À dạ vâng, một ông ở máy phát điện. Và không loại trừ cả một cái ông ở tiệm vàng đều được chứng kiến Hải bán vàng như thế nào đấy nhỉ. Và trong hoàn cảnh này ông Nguyễn Hòa Bình là cái tên của cái bà bán vàng hay là cái tiệm cầm đồ là tiệm bán vàng nó ở chỗ nào và tên của họ là ai. Vâng. Và khả năng là ông Nguyễn Hòa Bình bố trí rất nhiều người. Vâng. Tăng không ngay, không có trả lời được. Nhưng dạ, mà tại sao Nguyễn Hòa Bình vẫn cứ dõng dạc mà thao thao bất tuyệt như vậy? Vâng. Tôi nghĩ là đó là bá thuật của anh ta, hay là anh ta thực hiện cái lệnh của thiên triều anh ạ. Dạ vâng. Của thế lực ngầm này. Vâng, vâng. Đây là thách thức. Đúng đúng. Đây là sự thách thức. Vâng. Đe dọa trực tiếp. Bởi vì anh ta nắm trong quốc hội là anh ta có tới 75% là người ủng hộ rồi. Dạ vâng. Người của anh ta rồi. Bộ chính trị thì cũng 2/3 rồi. Hay là ban chấp hành trung ương cũng 60-70% rồi. Cho nên cả cái hệ thống chính trị Long An tê liệt thì chúng ta biết rồi. Rồi là Bộ Công an như thế. Rồi là tòa án, ba cấp tòa như thế. Thì rõ ràng là cái thế lực ngầm này đó, nó đã dùng cái kim ngân một số lượng lớn, rất là lớn để mua chuộc. Dạ vâng. Và cũng là câu chuyện vừa rồi nhắc đến cái việc là khả năng ông Nguyễn Hòa Bình đã cho người nằm trước ở dưới gầm giường để phát hiện được Hải là sờ soạng chị Hồng. Cho nên ông mới khẳng định 100% là trong âm đạo của chị Hồng là có cái chất dịch do bị kích thích mà có. Vâng, đây là một trong những cái sự vu khống vô cùng trắng trợn. Hoặc là có người ở gầm giường phát hiện, hoặc là ông ấy
chỉ có thể Thiên Đại Thánh mới biến hóa để chứng kiến là trong âm đạo của chị Hồng có một cái chất dịch do kích thích mà có. Vâng, anh đánh giá nhìn nhận thế nào về cái phát ngôn này ạ? Về cái tiến sĩ Nguyễn Chí Tuệ đấy, thế còn là phạm tội một cách trắng trợn hơn nữa khi mà tuyên bố rằng là khuyến mãi tội hiếp dâm cho Hồ Di Hải. À vâng, đó. đây là những cái lý do không thể chấp nhận được ở trong trước nghị trường và trong cả phiên xử giám đốc thẩm đấy anh ạ. Vâng, đấy là tội hình sự đấy, nó có luật đàng hoàng đấy, chứ không phải là cái chuyện mà anh nói là khuyến mãi đâu. Làm gì có chuyện khuyến mãi như vậy, đó là bao che hay là thủ tiêu chứng cứ hay là thủ tiêu nhân chứng. Rõ ràng là cái phát ngôn rất là sống sượng, rất là trắng trợn, mà nó ỷ cái thế mạnh của nó, thế áp đảo của nó trong các cơ quan này, của hệ thống chính trị cũng như là Quốc hội. Cái đó là nó thách thức đấy, nó đe dọa, nó thách thức đấy, chứ không đơn giản đâu. Vâng, rõ ràng là một cái đe dọa, một cái thách thức, không phải là thách thức dư luận xã hội mà thách thức cả chính bài chọn. Vâng. Và quay lại cái chủ đề buổi đầu tiên, đang đặt vấn đề về cái bài viết của anh về tướng Phạm Cương, là Lê Văn Cương viết về 5 lần bị Trung Quốc bán đứng ở cái thời kỳ lịch sử hiện đại. Và nó lại liên quan đến những cái vấn đề lại tế nhị hơn, đó là gì? Là cái quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974. Nó không có gì là lạ, bởi Trung Quốc biết trước là cái trận chiến giữa Việt Nam và Mỹ sẽ kết thúc ngay sau đó không lâu. Và chính vì vậy chúng chiếm ngay Hoàng Sa để khẳng định là gì? Ít nhất chúng hắn cũng phải có một cái phần gì đó trong cuộc chiến tranh. Và chúng hắn sẽ muốn một cái điều gì đó để chúng ta không thể là cưỡng lại được. Và rõ ràng Mỹ lúc bây giờ là nằm im hoặc là ngồi im hoặc là biết rõ ràng như thế. Nhưng thôi, phần của ông lấy đi, còn phần chúng tôi sẽ rút. Và cái việc mà Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ của Việt Nam mà không có bất kỳ một cái sự phản ứng nào cho nó ra hồn môn ra khoai, điều này chứng tỏ một điều là gì? Cuộc chiến tranh Việt Mỹ đã cáo chung ngay từ khi đó, và chỉ còn tính bằng thời gian. Và rõ ràng đó cũng là cái thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, chứ không liên quan đến Việt Nam chúng ta, và chúng ta chỉ là nạn nhân mà thôi. Vâng, thì cái cách đánh giá như thế anh nghĩ thế nào về tiến trình lịch sử của buổi ban đầu khi mà cái cuộc chiến năm 1975 kết thúc ạ? Tôi nghĩ là đấy là cái thương lượng giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ không đồng ý thì Trung Quốc không dám đánh. Dạ vâng. Nói thật. Đó là sự thật. Vâng. Thế nhưng mà đảng ta lại cho rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy, là Hải quân Trung Quốc đấy, là chiếm giữ hộ cho mình. sau này họ sẽ trao trả lại cho ta, bởi vì Việt Nam Cộng hòa lúc giờ đang quản lý cái mấy quần đảo đó mà. Vâng. Hoàng Sa. Nhưng có một điều đấy, đảng ta là phải tỉnh táo, bởi vì theo luật biển quốc tế năm 1982 đấy, là những nơi tranh chấp nào mà dù là một cái hòn đảo hay là một vùng lãnh thổ trên biển mà thuộc chủ quyền quốc gia khác đấy, mà 50 năm không có cái kiện cáo anh ạ, vâng, để tranh chấp thì mặc nhiên đấy, thì cái quần đảo đó sẽ thuộc về cái kẻ chiếm giữ. Vâng. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết rằng là gần 50 năm rồi, không ạ? Vâng. Theo luật quốc tế là như vậy. Và rõ ràng là còn Hoàng Sa này có thể là muôn đời chúng ta không đòi lại được, không nói gì đến là Ải Nam Quan hay Thác Bản Dốc hay là các cái vùng mà đặc khu bây giờ chúng ta sắp sửa ký 99 năm đấy cho họ. Mà cũng là một cái nguy hại lắm. Vâng, vô cùng nguy hại. Và liên quan đến câu hỏi trên thì có một số các ý kiến cho rằng cái này rút kinh nghiệm ở Hoàng Sa là bị bán đứng bởi hai cái siêu cường lúc bấy giờ.
Thì Việt Nam mình bị một cái họa xâm lăng thứ hai, đó là phải cảnh báo là gìn giữ biên giới từ xa bằng cách là dẹp loạn ở Campuchia, cũng là một thách thức, cũng là một cái việc mà đến bây giờ hậu họa để lại là hàng triệu cán bộ chiến sĩ của Việt Nam đã nằm lại nơi đất khách. Hàng vạn gia đình bị tang thương, đau thương mất mát. Nhưng cái chúng ta có được đó là đã dẹp loạn từ xa, giữ được biên cương ở biên giới là không có họa xâm lăng. Nhưng lại không dẹp được cái họa gần, đó là ngay ở trong nước vẫn còn rất nhiều các thế lực tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và đó cũng là cái gọi là cái văn hóa đảo chính của những năm vừa rồi, cái manh nha của bạo loạn vừa rồi nó hiện hữu, nó chỉ chờ cơ hội. Và cái cơ hội bùng phát như vừa rồi là dựa vào Covid, dựa vào khủng hoảng, dựa vào lòng dân đang phẫn uất, và dựa vào chính cái vụ án vụ cục cổ voi ở Long An, và rất nhiều thế lực trong nước có, ngoài nước có, hợp tác với nhau để dựng lên rất nhiều chiêu bài. Và rất may đã phát hiện được điều này và chúng ta đã dẹp được. Và không còn cách nào khác, lại phải dùng chính cái lực lượng quân đội, là tiếng nói của lòng dân, là niềm tin của nhân dân, chứ không phải ai khác. Và rất nhiều người và nhân dân cũng như là cả khán giả cho rằng tại sao không dùng đến lực lượng công an, và tại sao lại phải để phía công an như là sự ngoài cuộc. Thì đó cũng là cái dấu hỏi, khi đất nước lâm nguy chỉ có những người lính thôi, họ mới trung thành, họ mới hy sinh, họ mới xả thân vì cái lý tưởng cao đẹp. Vâng, anh đánh giá và nhìn nhận thế nào là cái việc đánh Pol Pot là phòng thủ từ xa, và cái chuyện vừa rồi là đánh cái dẹp loạn ở trong nước cũng là cái điều tất yếu. Vâng, anh chia sẻ với góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch Chúng ta trở lại cái thập niên 90 ạ. khi mà Liên Xô đô sụp đổ đấy, thì chính cái nhóm đảo chính đấy nó dùng quân đội để nó đảo chính anh ạ. Vâng. Nhưng mà quân đội lại không bắn vào nhân dân, lại đứng ở phía nhân dân, Vâng. và quân đội đã phong tỏa Moscow anh ạ. Vâng. Thế và là Gorbachev đã chiến thắng. Thì cũng như là Đông Âu sau này thì Ceausescu đấy cũng bị quân nổi dậy là lôi ra góc tường và bắn hai vợ chồng. Thì là trước cái tình thế đó thì thời kỳ đó là Tổng Bí thư đồng chí Nguyễn Văn Linh Vâng. thế mới thấy rằng là Việt Nam có nguy cơ sụp đổ theo. Cái đó là phải nói thẳng, cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam là rất rất lo sợ. Mà kết quả là chúng ta biết rồi, đó là quan điểm của Nguyễn Văn Linh đã nói rất rõ. Tôi cũng biết dựa vào Trung Quốc là mất nước, nhưng mà thà mất nước còn hơn mất đảng. Vâng, đó là cái nỗi xót xa. Và kết quả là chúng ta bây giờ đó là cái hiệp ước Thành Đô đấy, mặt ước Thành Đô mà 20 năm sau thì là Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Quốc, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Và ngày nay chúng ta thấy rằng là cái phụ thuộc chính trị đấy là rất nặng nề rồi. Đại hội đảng nào cũng phải xin ý kiến thiên triều, mà tất cả các cái lãnh đạo của đảng nhà nước ta là đều là những con rối trong tay Tập Cận Bình của các cái thiên triều, là chủ tịch Trung Quốc là nhiều nhiều khóa qua, rõ ràng là Việt Nam là con rối rồi, con rối trong cái bàn cờ, trong cái bàn tay phù phép của thiên triều. Thì cùng với cái áp lực chính trị như vậy, đó là áp lực về kinh tế, là vay nợ, là xây dựng cái thế lực ngầm nội phản, trong đánh ra ngoài đánh vào. Mà rõ ràng đấy là đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta, dân tộc ta là đứng trước cái tình thế là tứ bề thọ địch anh ạ. Vâng.
mà rõ nhất là đồng chí Nguyễn Phú Trọng thù trong giặc ngoài như vậy thì ông về xử lý thế nào, trong khi mà bệnh tật dài yếu rồi. Rồi cái lực lượng chân chính trong đảng, trong chính phủ, trong quốc hội tin tưởng được hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay được thôi anh ạ. Vâng, đó là những con người như chúng ta đã từng ca ngợi, bà Lê Thị Nga, ông Lưu Bình Dưỡng Nhưỡng, ông Lê Thanh Vân và ông Trần Trọng Nghĩa. Rồi viện kiểm sát thì có Lê Minh Trí, và quân đội quốc phòng thì có tướng Lê Mã Lương, Trương Giang Long, và bây giờ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Đấy là những con người chúng ta tin tưởng. Và quân đội thì rõ ràng là muôn thuở, đó là vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Một cái bài hát rất hay từ thời Trung Pháp. Nhiều hôm trước tôi đã đọc anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Điện Biên, anh giải phóng quân giữa mùa xuân đại thắng, vẫn là anh với nụ cười rất sáng, lá ngụy trang xanh. Anh đi vào thế kỷ 20, vào huyền thoại khúc Vĩ Thanh chống kẻ thù phương Bắc. Hôm trước tôi đã đọc rồi. Vâng. Rõ ràng là bộ đội là của dân, bộ đội là vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Chỉ có binh lính như cái Triều Nguyễn trong chiến Trình Nguyễn phân tranh thì nó mới là đánh nhau thôi, còn thực ra mà nói là không có nội chiến này. Thì những người lính luôn là những người bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ cuộc sống và bảo họ, bảo vệ chính gia đình họ, bảo vệ chính vợ con họ và tương lai của đất nước. Cho nên là quân đội là chúng ta tuyệt đối tin tưởng, tôi nghĩ là như vậy. Thì là rõ ràng bây giờ là Bộ Công an là nói về là pháp luật thì không còn cái thẩm quyền gì để mà đi tiếp trong vụ cục công an này nữa rồi. Mà nói cái hình ảnh như tôi nói, tức là thanh kiếm La Chắn đã bị tẩm độc rồi. Nhưng mà đây là cái lực lượng rất là lớn anh ạ. Vâng. Và có sức mạnh tài chính, sức mạnh về quân số đấy, là cũng ngang ngửa với Bộ Quốc phòng đấy. Tôi khẳng định như vậy. Không đơn giản đâu. Bộ Quốc phòng này còn có các binh chủng nọ kia, nhưng mà Bộ Công an này có các tổng cục và cái lực lượng là công an, tướng tá của họ lại cũng rất là hùng hậu. Vâng, tức là biên chế từ cấp phường xã trở lên nó mới là ghê gớm anh ạ. Phường xã bây giờ là dân quân tự vệ, là dân phòng, là vâng, là được cầm gậy ma chắc, là đi toàn cơ mà. Vâng vâng. Và có quyền bắt người nữa cơ mà, không đơn giản. Thế số người chết trong đồn công an ngày càng nhiều, và những cái nhân sĩ là tù nhân lương tâm đấy bị bắt, bị tra khảo, bị giam cầm không kết án đến nay là rất nhiều, hàng trăm người chết trong đồn công an. Đấy là cái thế lực ngầm đấy, nó sử dụng cái Bộ Công an này để nó tiêu diệt những lực lượng dân chủ yêu nước, những con người chính trực đấy. Hãy tấn công vào những gia đình như là có truyền thống cách mạng, như gia đình Hồ Duy Hải, cả bên nội bên ngoài đều là gia đình có công với cách mạng, và cố ngoại của Hồ Duy Hải là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vâng. Thế cho nên đây là âm mưu chính trị mà nó nằm trong cái tình thế là nội xâm ngoại phạm. Vâng. Bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vào và khuất phục được Việt Nam.
Bởi vì là Trung Quốc biết rằng là không thể chiến thắng Việt Nam bằng chiến tranh, anh ạ. Vâng, và quay lại cái câu chuyện anh nói là cái năm 1990 Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ sau khi bức tường thành Berlin giữa Đông Đức và Tây Đức bị san phẳng, và nước Đức trở thành một quốc gia độc lập đúng nghĩa của nó. Và quay lại cái vấn đề là Đảng Cộng sản Liên Xô không phải là bên bờ vực thẳm lúc bấy giờ, mà bị chia cắt bởi chính cái thế lực ở cái gọi là chủ nghĩa cá nhân mà thôi. Thì có một cái mà để lại cái dư chấn là lúc bấy giờ học sinh sinh viên người Việt Nam đang học tập công tác và làm việc bên đó rất là đông. Người ta cảm nhận được một cái sức mạnh của lòng dân, chính lòng dân anh ạ. Và chính dân đứng ra phản kháng, chính dân đứng ra là chống lại cái thế lực được gọi là phá nát cái Đảng Cộng sản, cũng như là phá nát cái chính quyền chuyên chính gọi là Liên Xô lúc bấy giờ. Và cuối cùng nó vẫn không chống lại được, đó là 15 nước Cộng hòa Liên bang Nga vẫn phải tách rời và ai về nhà nấy. Vâng, 15 nước Cộng hòa ai về nhà nấy, đấy là vấn đề đầu tiên. Nhưng cái hậu quả để lại mà nhân dân phẫn uất nhất đó là nó dùng các cái loại xe cẩu hạng nặng anh ạ. Xe cẩu hạng nặng, loại hàng trăm tấn, hàng ngàn tấn ấy. Cái dây cáp của nó ở cái đầu đầu cẩu ấy nó to như cái cổ chân cổ tay ấy, tức là cái cẩu ấy phải cẩu được mà kể cả là cẩu cả một cái tòa nhà hàng ngàn tấn. Vâng, nó dùng cái dây cáp ấy nó quấn vào cổ của bức tượng gọi là tượng công nông, gọi là tượng Lenin đây, bốn liềm. Vâng, biểu tượng bốn liềm. Nó phải dùng cái cần cẩu ấy và nó quăng quật giống như cái con chim bói cá đây. Đấy, anh cứ tưởng tượng cái con chim bói cá bắt được con cá, trước khi nó nuốt nó phải leo lên cành cây, nó đánh bên nọ, nó đánh bên kia, nó quăng quật con cá phải chết mềm đi nó mới nuốt. Thì cái biểu tượng lúc bấy giờ là xe cẩu hạng nặng quấn đầu tượng Lenin, quấn đầu tượng bốn liềm, quăng quật như con chim bói cá. Đấy, đánh như thế và cuối cùng nó vật một cái xuống giữa cái quảng trường là tan hoang đổ nát. Vâng, nó quay lại biểu tượng đó. Vâng, và chính nhân dân phản ứng, chính nhân dân phản đối cái hành động này. Và hành động này được cho là cái thế lực nó phản động lại cái lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc. Nhưng cuối cùng là gì? Chỉ đổ bể được một phần thôi anh, còn lại vẫn là niềm tin, vẫn là của nhân dân, vẫn là các cái biểu tượng bốn liềm, vẫn là biểu tượng của Lenin, nằm ở bất kỳ quảng trường nào vẫn sừng sững, vẫn hiên ngang cùng thì gọi là tuế nguyệt là như thế. Đó là gì? Là lòng dân. Một khi lòng dân đã còn thì tất cả đều còn, biểu tượng vẫn còn. Và cái thứ hai, trước khi Putin lên nắm quyền thì có một cái phong trào rất ghê gớm, đó là đòi di rời lăng Lenin đi chỗ khác và đòi đưa thi hài Lenin đi tiêu hủy, đi chôn ấy. Và sát sạt rồi, nhưng cuối cùng lòng dân vẫn giữ lại. Đấy là cái niềm tin. Khi niềm tin đã không bị đánh đổ, khi niềm tin của nhân dân đã không bị đánh sập thì nó vẫn còn, bởi vì đó là biểu tượng. Vâng. Và một khi đã là biểu tượng rồi, mất là mất tất cả. Và giống như người Việt Nam mình, khi biểu tượng của Bác Hồ mà mất thì là mất tất cả. Bị chắn là chắn tất cả, bị ảnh hưởng là ảnh hưởng tất cả. Đó cũng là lý do tại sao cái câu chuyện hôm nay liên quan đến vấn đề là anh viết lại cái bài viết mà tướng Lê Văn Cương nói là Việt Nam có đến 5 lần bị Trung Quốc bán đứng. Đã có 5 lần thì không thể không xảy ra lần thứ 6, và không thể không xảy ra lần thứ 7. Và như vậy chúng ta cảnh giác, hạn chế được lần nào là quý lần đó, và hạn chế đến mức tối thiểu có thể. Và như vậy không những là chặn từ xa, ví dụ như là câu chuyện khi nãy nói rằng là chúng ta đánh Pol Pot, chẳng qua là chặn từ xa cái việc bị xâm lấn biên cương hải đảo, chặn từ xa ví dụ như là giàn khoan 981 những năm vừa rồi, mình cũng phòng thủ biết được cái di chuyển và mình tranh thủ cũng là phòng xa sự xâm chiếm Biển Đông. Hoặc là cái giàn khoan của chúng ta đã xây dựng thành công là vừa rồi thì cũng là cái việc hy sinh mất mát để chúng ta dựng lên một cái biểu tượng của chủ quyền
và chưa chắc chúng ta đã khai thác cái gì ở đó, nhưng chúng ta đã dựng được một cái bia gọi là cái bia biên giới của mình ở giữa Biển Đông khó khăn ngàn trùng như thế, cũng là cái việc giữ từ xa và cạnh tranh từng giây từng phút với mọi thế lực. Vâng, thì anh nghĩ thế nào và anh đánh giá thế nào về những cái việc làm này, nhưng không phải ai cũng biết, mà chỉ có người trong cuộc, chỉ có những người đau đáu với đất nước mới có thể thấm được cái sự hy sinh mất mát của những người ở trong cuộc. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút với quý vị khán giả. Tôi nghĩ rằng là nó diễn ra hàng ngày đấy. Trong mấy tháng qua thì nó diễn ra hàng ngày rồi. Chúng ta là chỉ cần tinh mắt một chút thôi đã thấy được cái nguy cơ dân tộc hay là cái hoạt động của cái nhóm nội phản này, nội xâm này, nó khủng khiếp như thế nào. Và tôi nhắc lại, tôi là rõ ràng Trung Quốc đấy, biết rõ là không thể khuất phục Việt Nam bằng vũ lực được, bằng chiến tranh xâm lược, anh ạ. Vâng. Nhưng nó sẽ chiếm Việt Nam đấy bằng nhiều cách, mình chúng như chúng ta đã thấy. Cho nên nhân cái việc mà Phó Tổng thống Mỹ Harris sang thăm Hà Nội đã sang Việt Nam đấy, thì đây là cơ hội thoát trùng tuyệt vời nhất. Chúng ta nên chấp nhận cho Hoa Kỳ đấy, là xây tòa đại sứ to lớn ở ngay Hà Nội và có thể cho thuê vĩnh viễn luôn đấy cái quân cảng Cam Ranh ở miền Trung, ở Quy Nhơn này nhỉ. Vâng. Thì chắc chắn là Biển Đông chúng ta sẽ được bảo vệ. Mà không có gì tuyệt vời hơn là khi hợp tác với Mỹ trong vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông. Vâng, đó là cái tín hiệu rất là đáng mừng đấy ạ. Thế mà trước kia thì người ta cho rằng là Nguyễn Tân Dũng là có tư tưởng thân phương Tây, thân Mỹ, cụ thể là con gái là lấy Việt Kiều ở Mỹ. Vâng. Thế rồi Nguyễn Xuân Phúc thì cũng đã có 2-3 cái biệt thự, là con cái sang du học ở Mỹ lâu rồi, mọi người định cư ở Mỹ lâu rồi. Nhưng mà Nguyễn Xuân Phúc thì lại là vừa thân Mỹ lại vừa thân Tàu. không hiểu là cái lập trường tư tưởng của anh như thế nào. Thế cho nên cái cơ hội thoát chung của chúng ta đang có. Và tướng Trương rằng là, xin lỗi, là tướng Phan Văn Giang cũng như quân đội sẽ hợp tác chiến lược bảo vệ lẫn nhau khi chiến tranh xảy ra là tốt nhất, anh ạ. Dạ vâng. Và rất là may mắn những người trong cuộc, những người hiểu chuyện đã thấy được cái vấn đề nó rõ ràng, đó là chúng ta bắt đầu đi đoạn cuối của cái đu dây. Vâng, đoạn cuối của đu dây, gần đến cái mốc an toàn, túm được phần bên kia cái cọc. Đó là khi mà Phó Thủ Tổng thống Mỹ sang thăm, thì ông Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc không mời mà đến một cách rất là vội vàng, đúng không ạ? Tưởng chừng cứu vãn lại được một phần là cái sự nghiêng ngả của mình, nhưng không. Đồng chí Thủ tướng mới của mình đã lấy cái biểu tượng đường sắt Cát Linh Hà Đông như là một cái roi vụt thẳng vào mặt của vấn đề ngoại giao. Đó là các anh làm ở đâu, đầu tư ở đâu, năm 1, năm 2 thành công và đi vào vận hành. Còn các anh đầu tư cái đường sắt Cát Linh Hà Đông của chúng tôi, bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu nợ vốn, đội vốn lên hàng bao nhiêu ngàn lần, nhưng nó là cái công trình không bao giờ đi vào vận hành. Hãy lấy đó làm bài học. Và đó là cái câu trả lời của vấn đề ngoại giao. Và chúng ta đã thành công là chúng tôi đi với anh Hoa Kỳ là không sai lầm. Vâng, thì không biết là cái câu nói và đánh giá như thế này về vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề quan hệ quốc tế cũng như là quan hệ hàng xóm láng giềng, đánh về mặt ngoại giao như thế, anh với góc nhìn của một nhà khoa học, vẫn là với góc nhìn của một người nghiên cứu lịch sử, thấy rằng cái chuyện là đã 5 lần nó bán đứng thì chắc chắn ta cảnh giác sẽ lần thứ 6 nó bán, không phải bán đứng mà có thể nó bán ngồi, bán nằm thì ta đỡ hơn. Anh đánh giá như thế nào ạ?
Tôi cũng hơi bất ngờ trước cái đòn sáp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thì trước anh cũng làm công an, nên là anh là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh phải không ạ? Vâng. Và cũng đã là thân thiết với lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đương thời. Thế nhưng mà quan điểm của anh về vấn đề này là quan hệ Việt Nam Trung Quốc như vậy là rất là mới, rất là Vâng. bất ngờ. Vâng. Mà tôi tin rằng đấy là Việt Nam sẽ không mắc thêm những cái bẫy nợ như là đường sắt Cát Linh Hà Đông. Ví dụ như là FLC thằng Quyết đấy, nó định xây cái sân vận động lớn nhất thế giới theo mô hình tổ chim của Trung Quốc. Vâng. Thằng Quyết này nó FLC là chứng khoán của tàu đấy, Vâng vâng là vâng vâng. nó liên quan đến vụ bán đất ở miền Trung, này là khắp nơi trong đất nước chúng ta ven biển này anh ạ. Vâng. FLC là kinh khủng lắm. Thế rồi là cái ba đặc khu vẫn đang ngấm ngầm nhà thầu Trung Quốc đang thắng thế và đang xây dựng ngấm ngầm. Phú Quốc thì lại thêm cái yếu tố tranh chấp của Campuchia. Còn miền Trung chúng ta biết rồi, Bắc Vân Phong trải dài suốt một dải là có rất nhiều làng, nhiều khu phố, nhiều vùng biển là có người Trung Quốc sinh sống rồi nhỉ. Dạ vâng. Và Về có đặc một cái điều rất là đau xót thế này. anh nói nằm trong cái hoạt động kinh tế của chúng ta là mấy chục thập mấy mấy thập niên gần đây, đó là cái việc cổ phần hóa các tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Thì tôi biết rất rõ là cái nhà máy giấy Tân Mai là nơi thằng em tôi, em vợ đấy làm tổng giám đốc công ty giấy Tân Mai mà. Vâng. Thì sau đó cái thằng vớt bột nó có tiền hay là nó hỗ trợ gì đó nó mua đất cái công ty giấy Tân Mai này mà làm mất đi cái thương hiệu Corido đã hàng chục năm, Vâng. nửa thế kỷ rồi. Ông bố tôi đã có công gầy dựng từ cái thời mà ông làm giám đốc nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ ở Việt Nam đấy các bạn. Vâng. Thế thì cổ phần hóa chính là biến tài sản nhà nước thành tài sản tư nhân. Vâng. Và nổi tiếng trong số đó là anh em nhà ông Nguyễn Huy Hoàng đúng không? Bà Hồ Đúng Thị rồi. Kim Thoa, từ một cái công ty nhà máy là gì, điện tia sáng rồi là phát điện chiếu sáng hàng ngàn tỷ, và nó xem như là một đống sắt vụn, nó cổ phần hóa, nó chia nhau mỗi người vài chục nghìn cổ phiếu, giá trị mỗi cổ phiếu có mấy nghìn đồng, và nó bỏ ra theo như quy định thì có mấy chục tháng lương, và nó thành công. Nhưng sau đó rồi nó trở thành một cái công ty đại chúng, công ty tư nhân lại hàng triệu tỷ như chơi, đúng không anh? Đấy, đấy là Vâng, tức cái thời kỳ. Vâng. là thật ra mà nói là cái mô hình mà ta đưa ra là kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ là nó rất là phản khoa học. Vâng. Đó là kinh tế thị trường là không có định hướng xã hội chủ nghĩa được. Bởi vì muốn định hướng xã hội chủ nghĩa thì khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế quốc doanh phải giữ vai trò chủ đạo anh ạ. Vâng. Thế nhưng mà nhìn lại thì thấy là tất cả các tổng công ty, các cái tập đoàn đó thuộc về nhà nước quản lý là đều thua lỗ hết, đều bị cổ phần hóa hết, Vâng. rồi tuyên bố phá sản. Và nói chung là phá sản hàng loạt chứ không đơn giản. Thì lấy cái gì để Và định hướng chủ nghĩa? cái đau xót là phá sản thua lỗ hàng loạt này là có chủ đích, phá sản có chủ đích anh Ờ, ạ. chính xác như vậy. Vâng. Ở ý đồ của thằng Trung Quốc Vâng. hay là cái sự cạnh tranh thế giới là cái kinh tế Việt Nam đấy, nói thật ra mà nói bây giờ đây là trông chờ đến sức mạnh chủ yếu là cái vốn FDI, rồi quỹ tiền tệ quốc tế IMF, thế rồi là cái đầu tư nước ngoài đấy, thế rồi là kinh tế tư nhân anh ạ. Vâng. Xuất hiện rất nhiều những tỷ phú mà Việt Nam
đi lên từ hai bàn tay trắng. Dạ vâng, đúng ạ. Nó rất giỏi. Thì kinh tế tư nhân là phát triển này, nó quyết định cái tỷ suất GDP của chúng ta là rất cao. Như 30 năm trước đây tôi đã giảng cho học sinh là nó chiếm tới 20%, trong khi doanh nghiệp nhà nước là 0%, không tăng trưởng anh ạ. Và thâm niên 90 đấy là gì đâu, còn bây giờ thì nó nát hơn nữa rồi. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn duy trì các cái tập đoàn tổng công ty nhà nước? Thế rồi đấy, đăng ý ra Vinasin, Vinalize, đăng Tháp Thái Nguyên, tương lai nữa là các cái công trình hay là dự án thế kỷ rồi cũng sẽ là rơi vào bẫy nợ ở Trung Quốc anh ạ. Và chắc chắn là như thế. Bây giờ chúng ta thấy vấn đề thời sự là gì? Cái dịch Covid này, này nó không những là nó làm giảm dân số nhất là cái sự già hóa, là 70 tuổi trở lên là coi như già hóa rồi, đúng không ạ? Như tôi là cái liệt vào cái danh sách ra đi đấy tức là giảm dân số này, là phá hoại cái nền kinh tế anh ạ. Phong tỏa 3 tháng thôi thì là chúng ta phải mất là mấy chục năm để phục hồi. Vâng. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nhiều lần nói rồi, hàng chục doanh nghiệp nước ngoài đã lặng lẽ rút khỏi Việt Nam, bởi vì họ không thể nào mà tiếp tục ở lại để đầu tư phát triển. Vâng, vì theo kinh nghiệm xương máu thì rút càng sớm thì lỗ càng ít anh ạ. Vâng, đấy là quy luật, bởi vì nếu rút muộn thì mỗi một tháng phải trả đầu tiên là tiền thuê đất, thứ hai là trả cái tiền thuê vận hành máy móc để không bị xét gì, thứ ba là phải đóng các cái quỹ gọi là bảo hiểm về cháy nổ, bảo hiểm con người, bảo hiểm thân nhân và hàng trăm loại bảo hiểm khác. Và mỗi một tháng một doanh nghiệp ra đi hàng nhiều tỷ đồng và còn rất nhiều các cái khoản khác. Thà rằng thanh lý ngay khi chớm cái khủng hoảng, khi công nhân đã rút khỏi nhà máy, thì đó là những người khôn ngoan. Bởi vì cái khôn ngoan đấy là khôn ngoan của tư bản, bởi vì họ đầu tư đã hàng trăm năm, hàng nhiều thế hệ. Và bài học kinh nghiệm truyền lại cho con cháu của họ là gì? Khi chớm khủng hoảng thì không nên kéo dài, chấm dứt chuỗi ấy bằng cách là gì? Sớm được ngày nào quý ngày đó, trả lại cái mặt bằng cho đất nước mà mình thuê, trả lại cái nhà máy, cái môi trường ấy cho cái nơi mà mình xây dựng, và không tiếc cái nền tảng ấy, coi như là cái quỹ đầu tư trước đây 5 năm, 10 năm chúng ta đã lấy lại được một phần vốn, còn lãi chưa có, đó là chưa mất. Vâng, đấy là cái kinh nghiệm bài học về những nhà đầu tư, cho nên họ rút không có gì là lăn tăn anh ạ. Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái dịch Covid này hay là sự sụp đổ kinh tế Việt Nam trong tương lai đấy, nó nằm trong cái sự thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, cái triều đại Biden này tiếp tục những ý đồ của Đảng Dân Chủ là đưa Trung Quốc lên, hoặc là thỏa thuận với Trung Quốc trong việc thống trị thế giới. Vâng, đó là cái cách nhìn xa trông rộng của cái gọi là cái giới truyền thông. Mà nhà đầu tư của Trung Quốc là nó đã đầu tư vào giới truyền thông là nhiều năm nay rồi. Và như trong nghị trường quốc tế người ta vẫn khẳng định, ở mọi quốc gia, mọi lãnh thổ, mọi đất nước, mọi thời đại, kẻ nào nắm được truyền thông thì kẻ đó sẽ thống trị. Vâng, và trong cuộc chiến giữa Biden và Trump thì kẻ nắm truyền thông lại là Biden chứ không phải là Trump. Vâng, Trung thất bại bởi vì Trung không nắm được truyền thông. Và chính cái đòn này là đòn của những nhà tài phiệt đầu tư vào truyền thông. Và nhà tài phiệt đã đầu tư cho ai thì kẻ ấy thắng. Vâng, trong cái nhìn nhận nó là như thế. Nhưng mà về riêng với nước Mỹ thì chúng ta hãy tin vào cái biến động giữa nhiệm kỳ đấy, là Trung có thể quay trở lại và chủ nghĩa Trung sẽ chiến thắng. Bởi vì là cái Biden này nó nhà càng nó lộ rõ ra cái ý đồ là bắt tay với Trung Quốc. Vâng. Để mà hủy diệt thế giới. Vâng, lộ liễu quá. Cái cụ thể vừa rồi là Huawei là Biden đã ký với lại Canada một cái hiệp ước gì đó phóng thích
phố anh. Vâng. Thế là con mộ mà nắm cái truyền thống bản đấy của Trung Quốc Vâng, đấy, 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 vâng. đấy. Thế còn đối với Việt Nam chúng ta đi vào cái dân tộc mình đi. Thế giới cho nó nhiễu loạn như vậy rồi thì Việt Nam mình là cái gì? Là cái chiến tranh xâm lược mềm đang diễn ra quyết liệt. Vâng, đó là cái tiêu chí, đó là ông tiêu đề và rất là nhiều vấn đề liên quan, rất là nóng bỏng. Và có lẽ là thế này anh Khiêm ạ, mỗi buổi đăng đàn xin phép anh trong vòng trên dưới 1 tiếng đồng hồ. Nhưng rất tiếc là câu hỏi còn nhiều, chủ đề còn rất là nhiều. Và xin khất anh buổi mai, buổi kia lại mỗi một ngày xin anh 1 tiếng đồng hồ để chia sẻ quan điểm, đánh giá, nhìn nhận của mình về thời sự, về chính trường cũng như những cái đánh giá đang rất là nóng bỏng. Và buổi hôm nay thời lượng không còn cho phép, cũng xin phép anh là để kết thúc chương trình của buổi hôm nay, anh cũng như mọi khi anh cho lời kết và chúng ta tạm thời chấm dứt ở đây và khất anh cùng quý vị khán thính giả ở buổi sau. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên lạc quan tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì cái cuộc chiến tranh xâm lược mềm này của Trung Quốc đấy, hoạt động tình báo Hà Nam là tập đoàn tội ác Long An đấy, là cái vụ án Trần Đức Đô đấy, các quân khu là Ngọc Dịch, là các tướng lĩnh là mua cái quốc tịch Trung Quốc. Vấn đề đó là luôn là vấn đề là chúng ta đã phát hiện ra và chúng ta đang là khống chế, cho nên là không có sợ gì cả. Thế còn số phận của Trương Hòa Bình hay là Nguyễn Hòa Bình như thế nào thì đến là hồi sau sẽ rõ. Dạ vâng. Chúng ta phải theo Tam Quốc Dạ chuyên kỳ nhiều tập vâng. thôi. Xin chào nhé. À, dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng.